Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Toàn Thanh Tâm, chương 7558 đến chương 7562. Ngô Hùng Bá lúc này lửa giận ngập trời, trong số 30 người đã có 5 người chết thảm dưới tay Bạch Ưng, nên hắn sớm đã hận Bạch Ưng thấu tận xương tủy. Nhưng lúc này thấy Bạch Ưng có ý định giết mình, Ngô Hùng Bá không chút sợ hãi, hai tay siết chặt linh kiếm, những lần nghiến lợi nói ra: "Ta Ngô Hùng Bá cho dù có làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi cái tên súc sinh này. Ngươi giết chết nhiều người chúng ta như vậy, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, rất thảm đó." Bạch Ưng cười lại ra rằng: "Chỉ là một phế vật sắp chết mà thôi, ở đâu ra tự tin mà dám nói lời này với ta như vậy chứ?" Tại đoạn lúc hai người đồng thời nói chuyện thì Ngô Hùng Bá và Bạch Ưng đã lao về phía đối phương. Khởi giới chủ lúc này ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn đã cảm nhận được sự khủng bố chân chính của Bạch Ưng. Hắn biết rõ nên như tiếp tục chỉ bằng Ngô Hùng Bá những người này tôi đỡ không có khả năng đánh trọng thương Bạch Ưng, mà cuối cùng ngược lại còn sẽ bị Bạch Ưng đem bọn hắn chém giết sạch sẽ. Chính vì thế, tại đang lúc Ngô Hùng Bá vừa động thủ, khởi giới chủ nằm trên mặt đất cũng đã hết toàn lực hét lớn: "Các người không phải là đối thủ của hắn, các người nhanh nghĩ biện pháp rút đi." Khởi giới chủ rất muốn Bạch Ưng bị trọng thương, nhưng hắn không muốn để Ngô Hùng Bá những người này cứ như vậy mà đi chịu chết. Vốn dĩ hắn cho là mình thi triển bí thuật bạo phát ra thực lực của cường giả có tu vi thất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, tuyệt đối đủ để khiến Bạch Ưng bị trọng thương. Khởi giới chủ vẫn tự mình hiểu rõ, nên vén vẹn cũng chỉ là dự định đánh trọng thương Bạch Ưng, căn bản có không nghĩ tới chuyện để Bạch Ưng giết chết. Nhưng cuối cùng mặc dù như thế, chính hắn lại bị trọng thương, nhưng lại không thể làm cho Bạch Ưng nhận tổn thương quá lớn. Điều này khiến khu giới chủ cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Giờ phút này, những gì hắn có thể làm cũng như thể nhắc nhở những người khác cấp tốc thoát khỏi đến này. Thế nhưng Ngô Hùng Bá và họ bây giờ đã có 5 võ giả bị giết chết. Ai để được tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, làm sao còn có tâm tư bỏ chạy thoát thân được chứ? Ngô Hùng Bá bọn họ sớm đã quên mất bản thân không phải là đối thủ của Bạch Ưng, nên giờ phút này chỉ muốn báo thù cho những võ giả đã chết đi mà thôi. "Ta cùng ngươi liều một trận." Ngô Hùng Bá lớn tiếng gào thét với Bạch Ưng, không có chút ý định vì lời ngăn cản của Khương Giới Chủ mà dừng lại. Những người lại cũng đem hết toàn lực lao tới bảo hộ Ngô Hùng Bá. Hiện tại bên phía bọn họ, người có tu vi mạnh nhất là Khương Giới Chủ đã đổ xuống, nên bọn họ cũng hy vọng cường giả như Ngô Hùng Bá cũng trọng thương. Nếu không, bọn họ thực sự là cách cái chết không xa. Bạch Ưng rất nhanh vọt tới trước mặt Ngô Hùng Bá, mà Ngô Hùng Bá lần này cũng là bí thuật triệt để bộc phát, thực lực đạt tới trạng thái đỉnh phong, vậy mà có thể đánh ngang tay cùng Bạch Ưng. Bạch Ưng sắc mặt âm trầm, bị một đám võ giả thực lực yếu hơn so với mình súng vào công kích, để khiến Bạch Ưng cảm thấy mất hết mặt mũi, nên lúc này ra tay cũng 10 phần ngoan độc. "Muốn ở trước mặt ta chạy trốn, cơ cơ cảm thấy có thể được sao? Bạch Ưng ta hôm nay đi vào nơi này không hề có ý định để các ngươi những sâu kiến này còn sống mà rời đi. Tất cả mạng chó đám người các ngươi để phải nằm lại tại chỗ này." Bạch Ưng một bên cường thế công kích, một bên quát lớn đầy cuồng ngạo. Ngô Hùng Bá lúc này cũng đã làm tốt tâm lý sẽ bị giết chết. Hắn cũng rõ ràng rất khó chạy trốn khỏi từ nắm tay Bạch Ưng. Chứ dù có cơ hội chạy trốn thì những võ giả khác ở bên người đều đó cũng sẽ bị liên lụy mà chết tại trong tay Bạch Ưng. Ngô Hùng Bá đương nhiên không phải là người yếu hèn, hắn cũng không làm được chuyện vứt bỏ người của mình, nên lúc này đã hoàn toàn liều mạng mà ra tay cũng cực kỳ điên cuồng. Sau khi nghe lời nói cuồng ngạo của Bạch Ưng, Ngô Hùng Bá cười lạnh nói ra: "Ngươi tâm chúng ta cho dù có chết thì ngươi tuyệt đối không còn sống được bao lâu, cái mạng chó của ngươi cuối cùng cũng phải lưu lại nơi này. Chúng ta đúng là không có năng lực đem ngươi diệt sát, nhưng dư tinh tinh phía sau chúng ta đã trở về, ngươi ở trước mặt cậu ấy tối đa cũng chỉ có thể coi là một tên tôm tép nhãi nhép. Mặc kệ là võ giả mạnh tới cỡ nào, tại trước mặt dư tinh sinh chúng ta cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Mà ngươi ở chỗ này chém giết nhiều sư huynh đệ của ta như vậy, dư tinh sinh ngày sau tìm tới ngươi nhất định sẽ đem ngươi đem đến nơi này chém giết, hắn sẽ để cho ngươi chôn cùng với chúng ta. Kể cả là tâm môn sau lưng ngươi, dư tinh sinh cũng sẽ tìm được bọn hắn đem bọn hắn tru diệt cứu tộc." Ngô Hùng Bá bọn họ
mười phần hiểu rõ tính cách của Nhân Thanh, có hết sức rõ ràng sự quan tâm của Nhân Thanh đối với họ. Một khi Nhân Thanh biết được tình huống bên này, và tuyệt đối sẽ bắt Bạch Ưng trôn cùng. Chỗ phút này, Ngô Bá bọn họ biết mình không thể sống sót, cho nên đem tất cả hy vọng để khí thác vào trên thân Nhân Thanh. Cho dù Bạch Ưng trước mắt này một phần khủng bố, nhưng Ngô Bá bọn họ vẫn tin tưởng vững chắc Nhân Thanh nhất định sẽ giống như trước kia mang đến kỳ tích cho bọn họ. Cho dù là bây giờ Nhân Thanh không phải là đối thủ của Bạch Ưng, thì bọn họ vẫn tuyệt đối tin tưởng Nhân Thanh sớm muộn gì cũng sẽ tìm Bạch Ưng báo thù. Đây chính là tín niệm của Ngô Hùng Bá bọn họ đối với Nhân Thanh. Tại trong lòng bọn họ, Nhân Thanh chính là tồn tại như thần minh, một tôn thần minh đang nhanh chóng trưởng thành. Bạch Ưng không hề biết đến Nhân Thanh, hắn vẫn vẹt cũng chính là nghe Khang Chính Xương bọn hắn nhắc qua cái tên Nhân Thanh này. Còn biết người mà Khang Chính Xương sợ nhất chính là thanh niên tên Nhân Thanh kia. Chứa điều Bạch Ưng cho rằng tất cả võ giả tại cổ võ trung giới đều chỉ là rác rưởi, cho rằng Khang Chính Xương sở dĩ sợ hãi Nhân Thanh cũng chính là Khang Chính Xương quá nhu nhược mà thôi, cho nên hắn căn bản không hề để ý tới Nhân Thanh. Tại đôi mắt Bạch Ưng xem ra, cho dù là Nhân Thanh hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, thì hắn tuyệt đối cũng có thể đem Nhân Thanh giết chết. Lúc này nghe được Ngô Hùng Bá còn ở chỗ này đem Nhân Thanh xem như một tín ngưỡng, Bạch Ưng cảm thấy Ngô Hùng Bá thật sự quá ngu xuẩn. Đến lúc này Bạch Ưng đã đem Hà Thanh Long cùng những cường giả khác bên người đồng loạt đánh lui, trực tiếp vọt tới ngay trước mặt Ngô Hùng Bá, một kiếm đem Ngô Hùng Bá quất cho ngã nhào trên mặt đất. Tại lớp Ngô Hùng Bá sắp bò dậy, Bạch Ưng trực tiếp dùng một chân giống tại vị trí trái tim của Ngô Hùng Bá. Hắn hiện tại chỉ cần có chút dùng sức nếu thể đem Ngô Hùng Bá giết chết. Trong lúc nhất thời, những khác tròn mắt sững sờ nhìn một màn này, không còn dám tùy tiện lao lên. Ngô Hùng Bá liều mạng giãy giụa, thế nhưng là trước đó bản thân đã nhận quá nhiều công kích cường thế của Bạch Ưng, sớm đã mình đầy thương tích, xương cốt đều đứt gãy mấy cái. Giờ phút này căn bản là không có cách nào thoát khỏi bàn chân của Bạch Ưng. Hắn muốn dùng linh kiếm giết chết Bạch Ưng, nhưng hiện tại ngay cả khí lực nhấc linh kiếm lên đều không có. Bạch Ưng từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem Ngô Hùng Bá cười lạnh nói ra: các ngươi đám ngu xuẩn này thật đúng cho là tiểu tử tên là Dương Thanh kia có uy lực mạnh như trong truyền thuyết hay sao? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một sâu kiếm hơi mạnh một chút mà thôi. Tại trước mặt Bạch Ưng ta, đừng nói là Dương Thanh hắn, cho dù là thần tiên có đến cũng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ còn sợ hắn chỉ là một tên ma đầu tiểu tử hay sao? Nếu như hắn thực sự có thực lực kia, liền không có khả năng biến mất lâu như vậy. Bây giờ cũng càng không có khả năng một mực giống như đùi đen rút đầu lẩn trốn không dám ra đến như vậy. Ta đánh chừng hắn có khả năng sớm đã biết tình huống bên này, nhưng vì sợ bị ta giết chết cho nên sớm đã vứt bỏ các ngươi mà chạy trốn rồi. Bạch Ưng đã lúc nói chuyện, đồng thời bàn chân dẫm trên vị trí trái tim Ngô Hùng Bá kia cũng đang không ngừng tăng lớn lực lượng. Rốt rốt xương sườn lồng ngực Ngô Hùng Bá lập tức liên tiếp vang lên tiếng xương gãy, máu tươi tại khóe miệng của hắn không ngừng trào ra, bên trong hai mắt đầy chảy tiếng tơ máu, sự đau đớn làm khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Chẳng qua cho dù là như vậy, Ngô Hùng Bá vẫn không hề sợ hãi, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ưng, một vẻ như phải nhớ kỹ gương mặt Bạch Ưng, có làm quỷ không thể buông tha cho hắn. Bạch Ưng một vẻ mặt đắc ý, hắn vô cùng hưởng thụ lại cảm giác đem cường giả tại trong mắt người khác giống tại dưới lòng bàn chân. Những năm gần đây, bởi vì tu vi bản thân quá yếu mà Bạch Ưng tại trước mặt những cường giả cổ võ thượng giới kia vẫn luôn giống như thằng cháu trai mười phần hèn mọn. Bây giờ đi vào cổ võ trung giới, hắn vốn cho là mình có thể trở thành vương giả trong mắt mọi người tại cổ võ trung giới. Kết quả Ngô Hùng Bá bọn họ lại nhất định phải khiêu khích hắn, đồng thời đối với thanh niên tên là Dương Thanh kia mười phần sùng bái. Điều này khiến Bạch Ưng trong lúc nhất thời trong lòng rất khó chịu. Hai mắt đỏ ngầu của Ngô Hùng Bá gắt cao nhìn chằm chằm Bạch Ưng gầm thét lên tiếng: dù tinh sinh chẳng qua chỉ là chưa biết được tình huống bên này, nếu không người sớm đã biến thành một cái xác chết. Ngô Hùng Bá mười phần hiểu rõ Dương Thanh, hắn sẽ không tin tưởng Dương Thanh vì sợ mà trốn tránh không dám xuất hiện, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Bạch Ưng hừ lại một tiếng: mặc kệ là loại khả năng nào, tóm lại hiện tại người phải chết.
Mắt thấy Bạch Ưng liền phải một chân giẫm nát lồng ngực Ngô Hùng Bá. Những người khác lập tức liền gấp. Hà Thanh Long lớn tiếng nói: "Tôi đó không thể trơ mắt nhìn con thần chủ bị giết, lớn không được, mọi người cùng nhau liều chết với hắn." Theo một tiếng quát lớn của Hà Thanh Long, Mã Siêu và những người khác lần nữa đồng loạt ra tay phóng về phía Bạch Ưng. Nếu đứng im, cũng chỉ có thể nhìn Ngô Hùng Bá bị giẫm chết, mà ngay sau đó chính là bọn họ và những người khác cũng bị giết chết. Nếu là như vậy thì bọn họ quyết định lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Bà Ngọc Tố cũng mang theo cường giả bên người đồng loạt lao tới. Tất cả mọi người cùng bộc phát công kích đánh về phía Bạch Ưng. Bạch Ưng vốn dĩ định một chân giẫm nát ngực Ngô Hùng Bá, kết quả dưới chân vừa mới dùng sức chỉ là đem Ngô Hùng Bá giẫm ngất đi. Lực lượng khổng lồ vẫn chưa kịp để bộc phát ra thì công kích của Hà Thanh Long bọn họ để đã rơi vào trên người hắn. Vì đánh né công kích của đám người, Bạch Ưng đành phải từ bỏ tiếp tục chém giết Ngô Hùng Bá. Hắn một vẻ mặt không cam lòng, thả người nhảy lên tránh thoát công kích của đám người. Tình nói Bạch Ưng thực lực cường hãn, nhưng nếu như hắn đứng tại chỗ bị vị cường giả của võ trung giới liên thủ tấn công như vậy, đương nhiên vẫn phải nhận tổn thương cực lớn. Thế tất thì hắn vẫn vẹn cũng chính là so với Hà Thanh Long bọn họ mạnh hơn một cảnh giới mà thôi. Bạch Ưng trực tiếp nhảy vào trên giường ông trung. Hà Thanh Long một bên ra lệnh cho đệ tử đem Ngô Hùng Bá đưa đến khu vực an toàn, mà hắn cũng đồng thời nhún người nhảy lên lao về phía Bạch Ưng. Bạch Ưng đối với địch nhân tạm trợ hắn giết chết Ngô Hùng Bá cũng là hận thấu xương. Lẽ ra họ hẹn người cũng muốn tới chịu chết, người ta liền thành quan cho ngươi. Trên mặt Bạch Ưng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hắn vừa nói một bên cấp tốc hướng về phía Hà Thanh Long phóng đi. Ầm ầm, Hà Thanh Long có một phát ra toàn lực. Lúc này ở giữa không trung, kình địch đối chiến cùng Bạch Ưng, nguồn khí lãng kinh khủng đem đám người ở dưới mặt đất lần nữa chấn động đến bỏ chạy tứ tán, chỉ thể thối lui khỏi vị trí đại chiến khoai người khá xa. Lúc này Hà Thanh Long thực sự liều mạng, tại lúc hắn lao tới nên đã làm tốt sự chuẩn bị đối mặt với tử vong. Hà Thanh Long thừa dịp mình ngăn chặn Bạch Ưng, lập tức lớn tiếng nói với những người khác: "Các người nhanh tìm cơ hội đi tìm sư phụ, không nên ở chỗ này ham chiến." Thế nhưng là đám người làm sao có thể nhẫn tâm vứt lại hắn đi chịu chết, còn mình thì chạy trốn được chứ? Mã sẽ là người đầu tiên không nguyện ý, an vận chuyển công pháp cũng thấy người nhảy lên phóng về phía Bạch Ưng, đồng thời nói với Hà Thanh Long: "Ta không thể để mất người, nếu không được thì mọi người cùng nhau chết. Tóm lại hôm nay nhất định phải đem Bạch Ưng tên hổ nắng này đánh trọng thương." Hà Thanh Long tức giận vừa hướng về phía Bạch Ưng điên cuồng công kích, vừa nói giật quát lớn Mã Siêu: "Người thì tự thú này đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, chỉ có sư phụ mới thể cứu được chúng ta. Lúc này đến này chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người không cần thiết phải trả giá bằng tính mạng." Bạch Ưng cười lạnh ngắt lời Hà Thanh Long: "Lẽ ra hòm hẹp, ngươi thực sự cho rằng người có thể giữ chân ta được sao?" Theo một tiếng cười to của hắn, khi tức tinh thần Bạch Ưng bởi mà lần nữa tăng vọt. Tuy nhiên là gia hỏa này cũng đã thi triển bí thuật đem tu vi bản thân tăng lên không ít. Hà Thanh Long chỉ cảm thấy bị một cổ khí tức tử vong kinh khủng bao trùm. Hắn lập tức biến sắc, một tay vỗ ra một chưởng ngăn cản Bạch Ưng, một tay vô thức giữ chặt lấy Bả Siêu bên cạnh hướng về phía mặt đất bỏ chạy. Bạch Ưng hai mắt híp lại: "Ta đã từng nói muốn chạy trốn không có cửa đâu,